Xin chào các bạn. Tên tôi là Shikeo-san. Xin chào các bạn, tên tôi là Santu. Xin chào các bạn, tên tôi là Leo. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lưu Phong. Hôm nay là mình bảo các bạn xuống suối sẽ phải đào một cái rãnh để phát hiện xem nào cái đập nước này của mình nó đang bị rỉ nước. Bạn Olivaldu với bạn Antonio là bạn đang đào, mới đào được khoảng tầm hơn một tiếng là đã nhìn thấy mạch nước rồi. Antonio. Xin chào các bạn, tên tôi là Antonio. Xin chào các bạn, tên tôi là Olivaldu. Đào xuống có một đoạn ngắn thôi là đã có một mạch nước khỏi lên. Mình sẽ đi gần hơn. Mạch nước là phòi lên ở đây. Là ở đây là ngày xưa là mình mới đầu tiên là mình đã đặt những cái tàu cọ dừa xuống dưới góc này, chạy dọc cái bờ này để chặn cho nó đỡ bị rơi đất. Nhưng mà khi mà các bạn lấp xuống, nó mới xảy ra hiện tượng là nước nó dò qua. Bây giờ bạn đang xử lý. Hôm qua thì các bạn ấy đắp mà nó cao lên, đất nó cũng đã khô một phần. Te khai đi cái yếu po đẹp phích ca trai Olivaldu á. Sì. Pur kè lanh xin mà te khai banh nô vù. Pur xà là để xa cái yếu là đù Atra về Sì cà va phun đù áp như mai gran được. Cô đẹp như mai gran thì pur kè đẹp vôi phết xa tapa bông. Agua ino sai. Bạn Olivaldu đang đào trên kia ở dưới mạch nước này là cũng đã đục, là chứng tỏ ở đấy là nó có một cái khe hở làm cho dòng nước nó chảy qua. Chỗ này là chắc nó phải có hai mạch thì bạn đang xử lý là sẽ đào hết toàn bộ là cái con cái bờ đập này lên, đào phần giữa thành một cái rạch để phát hiện nó dò chỗ nào là mình sẽ xử lý chỗ đấy. Chỗ nào mà dò thì là mình sẽ đào rộng chỗ ấy ra và xem có cây que gì, chủ yếu là ở dưới nó có một cây nó đất nó xua, khi đất lấp xuống là nó không lấp được kín, nó để tạo khe hở nước nó mới dò qua thôi. Nên là bây giờ mình sẽ phải xử lý như vậy, là phải đào cái rãnh này xong rồi để phát hiện nó ở điểm nào. Mới đầu tiên nước nó to nên là cũng đắp nó rất là khó. Nhưng mà khi đã đắp được cao bờ rộng như này rồi mình xử lý chắc là cũng đơn giản thôi. Các bạn theo dõi tiếp video để biết được là hành trình các bạn ấy xử lý cái mạch nước này như thế nào. No, I try. Allah, sir. Sí. No, sí. Agua por la cu tirada encima. Đây là có đang bắt đầu đào là có thấy cái lá cọ dừa rồi. Lá cọ dừa này là lúc cái bạn ấy để là cũng khá là sâu, khoảng tầm 30 phân đến 50 phân là có lá.
À, chứng tỏ các bạn đã đậu đúng mạch rồi. À, đã đậu đúng một mạch nên là nước ở dưới này mình nhìn thấy là cũng đã rất là đục. Aprimai grande đứa. Aprimai. Aprimai lanh xin mà kì. Kì. Xin ok. Thì ra ra mà bông. Si tu lê grande để phút phép ta agua nu pasta mai lanh ba xì. Rồi, cô cú sô tê xa là đẹp xa. Do peso, ganho. Aí, tê cai de caiu. Puxa, lá em cima tudo. Tuli trame ala du ki ani trame ala du ai vida do se que tá baixando mais chứng tỏ là chỗ này là nước nó đang rỉ vào nên là nó rất là ẩm. Bây giờ mình móc lên xong mình sẽ cho đất khác xuống. Ở phần bên này là bạn nêu đang cuốc đất, khu này là nó là dạng đất sét và nó đang có dẫn rất là nhiều lẫn mấy cái sắt nữa. Đây là những cái gì sắt, đây là quặng sắt rất là nhiều. Quặng sắt rất nhiều. Chỗ này đất rất là đẹp. Đất này là chỉ là để đóng gạch hoặc là lấp những gì đó. Sau này cứ gặp nước là nó quánh hết vào. Ôi đi vào đúng rồi. Vira ani essa parte. Cô là cô kia à, kẻ à, olivao đủ tê khá cái yêu kia để xa ca kia rát ta bông á. Các bạn ấy cứ lấp đất đến đâu là các bạn ấy sẽ đặt những cây gỗ lên như vậy để cho nó chắn đất nó bị sạt. Sau này đất nó cứng, nó thành đất thổ rồi thì lúc đấy đất nó sẽ không bị rơi ra ngoài nữa. Olivao đủ là sẽ tát nước ra, xong nó hở cái tàu cọ dừa ra là bạn sẽ chặt đi, chặt hai đầu để nhân lên. Tinh tê khá bôi. Các bạn ấy phải đóng cọc nhỏ để cho nó không bị trượt đất xuống dưới các bạn đang làm.
khu vực của các bạn đang làm. Cô đề của ta đôi là đủ. Các bạn sẽ nhìn rõ hơn là cái phần nước nó. Đây là những cái phần nước nó đang rỉ ra. Nó rỉ theo cái những cái lá cây. Piku. Devagaso. Lên sao? Lên sao? Pe você anda boa aí no plema. Tirar tudo, muito bom. Ali mesmo na bomba do FM. Ali mesmo no stage. Naquele levar o big. Vite lá um banho. Aquele do FM. 30 mil. E ali mesmo já levou um banho do coide, do sujeito. Puxa bom. 2 pessoas no puxa bom, 3 pessoas. Đấy, đang thì nước chảy ra rất là nhiều. Nước chảy ra rất là nhiều. Tiến đạt mà. Chúng ta chẳng hạn, chúng ta chẳng hạn. Não consegui tirar mais terra. Các bạn ấy đang sử dụng tay để xem cái những cái tàu nó còn nó nằm ở chỗ nào thì bạn ấy sẽ nhấc lên và sẽ chặt đi để cắt đứt cái phần nước nó dò ở đây. Nên là các bạn ấy sẽ cho đất vào, cho đất và vừa cho vừa đầm. Nên các bạn ấy sẽ tìm một mạch khác nữa. Ở đây nó chắc chắn nó sẽ không phải có tầm 2 mạch thì nước cũng chỉ to vậy. Còn mạch này là đã đang làm cho nguồn nước là được cổ tưới rồi. Mình vẫn đang nghi ngờ góc bên này nữa. Góc bên này là khả năng là sẽ có một cái mạch ở dưới, là vì cái mình đặt một cái cây gỗ là nó không được, nó không khi mà đất nó không phủ kín được. Đã piku. Đây chứ à. Là va mau lên phù. Vem lá,
Tipo, olha onde pisaste. Será? É dia que é procurar a peixinha. Nada. Tira água ao meio. Esse de quê? Rama. Nước đang ngoài ra rất là nhiều. Áo vào kia kia tôi mới phòng xe. Além disso, veja aqui. Tu tá com o seu problema. Tá vindo mais daqui? Sim. Compa, atento. Pode ler, pode bater tento lá em cima. E que sai, não? Tá bom, chega. Tô bom de novo. Deixa eu pôr dinheiro, padre. Mate-se, porque nunca vou tocar no roupa. Não fez bem. Ele fundo, ele fica fundo. Não, não lá em cima. Sim. Passo ali. Sim, o Jenguba me deu com a mãe velha. Vai buscar uma, dois pau. Ele fica lá, dois. Caiu o teu cai. Pau. Pau pequeno. Tudo. Ah. Tá na katana. Các bạn ấy bùn nó đang rút chân mạnh, các bạn đi lại rất là khó. Leo ele for sa. Leo ơi, tê khá vai fora, não não de sair á. De sair depois caiu. Frente teu. Ali. Sim. Các bạn ấy phải đổi người để cho nó đỡ mệt. Tên pê cụ bê. Cava trai teu afora, rama aí. Tá fazendo passar, mas só essa rama aqui. Sim.
Estamos tirando tudo. Tira até cá o meio de cota. Nước đùn lên rất là nhiều. Nếu mà các bạn ấy mà xử lý được xong cái góc này thì là nước nó sẽ không dò xuống dưới nữa. Thì cái con đập của các bạn rất là ok. Tê khả vi lanh xi mà sôi lên nó ta. Tira teja, a tira agua. Bánh đu rồi. Bueno, sí, un monte así. Monte grande. Sí. Ok. Ahí está. Abre mai poco ese. Sí, te khả hoặc là la đuôi. Bạn ấy động nước một cái là khu dưới này là nó đã đục. Như vậy là nó chỉ có một cái khu thôi. Mình sẽ xử lý sao cho cái phần đấy nó ok. Nước nó có gì xuống nữa thì mình sẽ kiểm tra tiếp, cho nó phần nào có tiếp thì mình sẽ lại xử lý để cho nó hạn chế nước nó rỉ qua cái con đập này. Cái đang gây rồi. Pico. Nó tira pe bông. Bạn ấy đang bị một cái gai nó đang cắm vào chân. Leo, espera để sa peso que tira agua mây đúng không? Agua vi dám mua từ xây rồi. Tính xe không? Tạ. Mày. Eso se posiciona. Tony, pega aquela tábua ali, que tá ali. Ali ainda tem. Tira, puxa, já tá meu outro dali. Quando nós cortar é esse. Tem como de duro. Né, não há mais, há mais, lembra isso. Puxa, vai difícil.
Tipo, tem que sair mais terra ali, né? Há mais terra aqui, Tony Fan. Esse é o último. Sim, depois água, vivo é. Só cortar aí, só. Cortar? Esse é cortar mesmo. Pode cortar aí. Porque é para ter ele vai dar para engrande. Sim, aqui já saiu. Veja lá, você tem lá, mano. Já cortou. Nem bai su any thing de que thing não, já não tem lá mais. Não tá mais. Vê água aí. Só terra já. Só terra. Bây giờ là đang vào buổi chiều tối. Là mình đang bảo các bạn ấy là tập trung hết vào đây để đào xem nó bị chảy nước thêm ở chỗ nào nữa. Tháng này là các bạn ấy cũng đã bịt được một lỗ rồi, nhưng mà bây giờ đang phát sinh thêm một lỗ nữa đang chảy xuống dưới. Tìm được thêm được một khe hở nữa ở dưới chỗ này là nước đang chảy, nên là mình đang tập trung các bạn vào mỗi người một tay một chân làm rất là nhanh. Você já pôde puxar atrás teu? Sim. Puxar atrás de mim, vou puxar o nosso todo. Já tá. Aí tá muito calmo. Tolie, deixa te cá aqui, hein? Deixa o outro pessoal, deixa lá. Tá mal. Tá acabado a minha mão aqui? Aqui. Aí não, depois aí, depois só vê lá do aí, o primeiro. Olha se tá pra banho. Amanhã junto o pessoal também aí. Mình bây giờ sẽ cố gắng là xử lý để cho nước nó không bị dò nữa. Ngày hôm nay là các bạn ấy làm chưa xong được. Ngày mai các bạn ấy tiếp tục làm. Xử lý nước dò như này cũng rất là khó. Mình cũng đang muốn tháo để cho cạn, nhưng mà chỗ đằng kia cuốc là nó vẫn chưa được sâu lắm. Còn phần bên này thì là các bạn vẫn đang làm. Vẫn đang cố gắng để làm sao cho nó đỡ không bị dò ra. Nhà chỗ kia thì mình cũng đã xử lý chỗ lá cây kia rồi, bây giờ là đã đang tìm xem là nó ở đâu nó dò tiếp nữa, không biết ở dưới chắc chắn nó phải còn một thân cây gỗ là nó dò nước tại đấy, thì mình cũng đang cùng với các bạn ở trong suối là sẽ tìm xem cái chỗ dò nước ở đâu, thì là mình sẽ dùng đất để mình phủ lên là nó sẽ kín. Còn hôm nay các bạn cho mình được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nào canh nào, bye bye à, bye bye các bạn à. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye,